Xin mời các bạn cùng lắng nghe lời Chúa. Thứ bảy trong tuần thứ 26, mùa thường niên ngày 5 tháng 10 năm 2024. Khi ấy, 72 ông trở về vui mừng và nói rằng, thưa Thầy, nhân danh Thầy thì cả ma quỷ cũng vâng phục chúng con. Người bảo, ta đã thấy sa tăng từ trời xa xuống như luồng trước. Này ta đã ban cho các con quyền dày đạp rắn rết, bỏ cạp, mọi quyền phép của kẻ thù, và không có gì có thể làm hại được các con. Dù vậy, các con chớ vui mừng vì các thần phải vâng phục các con, nhưng hãy vui mừng vì tên các con đã được ghi trên trời. Lúc đó, Chúa Giêsu đầy hoan lạc trong Chúa Thánh Thần, người nói, "Lạy Cha là Chúa trời đất, con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người thông thái khôn ngoan biết những điều này, nhưng đã tỏ cho những kẻ đơn sơ. Vâng, lạy Cha, đó là ý Cha đã muốn thế, Cha ta đã ban cho ta mọi sự. Không ai biết Chúa con là ai, ngoài Chúa Cha, cũng không ai biết Chúa Cha là đấng nào." ngoài Chúa con, và những người được Chúa con muốn tỏ cho biết. Rồi Chúa giê -xu quay lại phía các môn đệ và phán, hạnh phúc cho những con mắt được xem những điều các con xem thấy, vì chưng, Thầy bảo các con, có nhiều tiên tri và vua Chúa đã muốn xem những điều các con thấy, mà chẳng được xem, muốn nghe những điều các con nghe, mà đã chẳng được nghe. Tạ ơn Chúa. Xin mời các bạn đăng ký kênh, và chia sẻ cho nhiều người cùng nghe, để lời Chúa được lan tỏa khắp mọi nơi. Cảm ơn các bạn nhiều.